Thưa quý vị, chỉ số DAX xuống thấp trong ngày, mở cửa đầu tuần, tin từ Frankfurt. Chỉ số DAX mở cửa đầu tuần mất 0.04% và sau 90 phút giao dịch xuống còn 7.671.98 điểm. Một nhà buôn bán nói rằng DAX sẽ gặp nhiều khó khăn trong các tháng tới vì lo sợ các ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt đồng bạc. Ông Oliver Roth của ngân hàng Close Brothers Sittler nói rằng thị trường cần những con số kinh tế tốt hơn nhưng không thấy được điều này. Trong các tháng tới, DAX sẽ xuống từ mức 7.700 điểm đến 8.000 điểm. Sau 2 giờ giao dịch, chỉ số DAX mất 110 điểm, hay 1.4%.